tầm dưỡng, giữa đêm khuya canh vắng, sao lại có tiếng tỳ bà vắng vẳng như trăng. Nghe âm ba như khúc nhạc ghê thường, chắc là người của trong trường án thở nọ. Kìa, ngoài xã khơi nhấp nhô con thuyền nhỏ, anh lái thuyền hãy cho thuyền tá cập sát chiếc thuyền kia, để ta được diễn kiến danh sư cầm nghệ. Tôi xin hỏi cao sư nào đang đàn tỳ bà thế? Dạ tôi xin hỏi cao sư nào đang đàn tỳ bà thế? Sư phụ đàn thật hay, phải chăng có thể cho được gặp mặt để thỏa lòng ngưỡng mộ? Xin kính chào tiên sinh. Chào cô, xin mời cô bước sang thuyền. Mời cô ngồi. Xin các vị đừng cười, ngón đàn của tôi kém lắm, có lẽ làm bẩn tay của các vị rồi chăng? Xin mời cô nương tự nhiên ngồi xuống. Ngón đàn của cô nương tuyệt hay, tuyệt hay. Đàn lớn như khúc nhạc tiên, nhưng nghe giọng nói của cô nương thì dường như không phải là người ở xứ này, mà giống như người ở trường án. Sao lại tới nơi đây vậy? Tiên sinh đã hỏi thì tôi xin nói, dân tôi là người của chốn trường án thở nọ. Cầm kỳ thi qua không phải chỉ biết sơ lang thang. Tiên sinh ơi,
cho nên có phải đến nơi này. Thời gian trôi qua chiếc mòn tôi ngọc ngộ cô gái đành chấp nhận chứ nói được gì. Cô nương ơi, thời gian trôi làm tháo mòn tôi ngọc, đâu phải chỉ có riêng cô. Nhưng nghĩ kỹ ra ta cùng đồng cánh ngộ, và tôi cũng bị trôi dạt đến nơi này. Thân tôi đây đang bị lưu đày, rời trường ác không hẹn ngày trở lại. Cuối bãi gian gành chỉ có rượu và thơ. Thật không ngờ người cùng từ vô tinh đô, xin cho tôi được tiếp qua áo danh quy. Tánh danh tôi không còn giá trị, vinh dự gì chức tơ mà sĩ đây à? Cô biết tôi sao? Không biết. Và tôi cũng không có đủ tư cách để dám làm quen với ngài. Nhưng đất trường An có ai mà không nghe qua cao danh quý tánh của Bạch Cư Dị là chủ nhân của bài Trường Hận Ca đây chứ? Vậy à? Dân mời có, hãy ngồi vào bàn tiệc uống với tôi vài bá chung rượu. Đêm nay tôi được tin xin thưởng thức tiếng đàn và trò chuyện đã là phước ba đời của tôi rồi. Làm sao tôi dám cùng tiên sinh cảm chén và nghĩ đến chuyện tri kỷ. Cô nương ơi, tôi và cô
đều là những kẻ lưu lạc nơi chân trời cuối bể thì còn câu nệ làm chi lễ nghi như thế. Để gọi là tri kỷ tri âm, xin mời cô hãy cùng tôi cạn mấy chung. Đây đồ hoàng qua ta uống hết đêm này, lễ nghi gì với một giang châu tư mà đã bị đài lên tới thủy tần sơn lâm. Cả năm rồi tôi chưa được nghe tiếng tỳ cầm, cô đã cho tôi trúc bầu tâm sự. Tôi sẽ suy tư viết bài tương ngộ mà tôi và cô đã gặp gỡ đêm này. Sự giang châu tư mà nghe tiếng đàn là trà dòng châu bên sân nơi ba chung rượu tôi xin luôn đèn sẽ hồn ngàn cho bạn kia. Kể từ ngày tôi rời khỏi trường không quên tặng người. Bye.